nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Nét đẹp người nữ tu của Chúa. Khi gặp một ma sơ nào đó dễ thương, xinh đẹp, ta thường hay nghe nói, hoặc chính chúng ta cũng có thể nói: sơ dễ thương vậy mà đi tu uổng quá. Lúc đầu nghe thì thấy vui vui vì người ta khen mình, nhưng nghĩ lại thấy sai sai sau đó. Chẳng lẽ chỉ những người không đẹp, không dễ thương mới đi tu thôi sao? Người ta hiểu gì về đời tu khi họ nói như vậy nhỉ? Khi chúng ta tặng cho ai đó một món quà, chúng ta thường chọn cái tốt, cái đẹp, cái ngon chúng ta tặng, chứ có bao giờ mình đem đồ dở, đồ xấu mình đi tặng đâu. Mà khi tặng cho những người thân yêu nhất của mình còn chọn lựa kỹ càng hơn nữa, đúng không? Vậy thì đi tu là dâng hiến, là trao ban chính mình cho Chúa. Vậy tại sao sơ dễ thương quá, đi tu uổng? Nghe nghịch lý ha? Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ lại khi nói như vậy nhé. Của dâng cho Chúa phải là của ngon, của đẹp, của tốt lành mới đúng. Người nữ tu có nét đẹp không phải vì son phấn, vì trang sức hay vì nhung lụa, nhưng nét đẹp của ma sơ là nét đẹp của những năm tháng tu luyện, sửa đổi, hy sinh và bỏ mình kết nên vẻ đẹp ấy. Nét dễ thương của người nữ tu không phải tự nhiên mà có được, nhưng trải qua một quá trình mài dũa, cắt tỉa, có khi là mất cả một đời mới có thể có được. Nét đẹp của một người nữ tu chân chính của Chúa thật dễ thương, dễ mến đến lạ. Người nữ tu của Chúa có nét đẹp đơn sơ, mộc mạc, khó nghèo, đôi khi còn có cả nét chân quê nữa. Ma sơ không ăn mặc theo kiểu mô đen, không quần áo này nọ, chỉ là quần đen và áo sơ mi chân chất quanh năm. Tôi có một cô bạn khác tôn giáo, cô ấy nói với tôi rằng ra đường nhìn thấy là biết các sơ ngay. Giữa phố thị đông đúc xe cộ, nhìn thấy mấy cô mặc quần đen, áo sơ mi, đạp xe đạp, tóc thì ngăn ngắn kẹp đơn sơ, nhìn là biết sơ chứ không ai khác. Đó là nét đẹp của người nữ tu Việt Nam, hầu như các dòng đều giống giống nhau như thế, với cách ăn mặc thật giản dị, bình dân, nhưng toát lên một vẻ đẹp hiền hòa, dễ mến, dễ gần gũi. Người nữ tu của Chúa còn có nét đẹp chân thành, ngay thẳng và đơn sơ trong lời nói, trong cử chỉ của mình, một nét đẹp phát xuất từ một tấm lòng vui vẻ, an bình và có Chúa. Người nữ tu của Chúa không biết nói dối, chẳng biết nịnh, chẳng biết lấy lòng, có sao thì nói vậy, trong lòng thế nào, nói ra thế ấy, đôi khi có vẻ là quá thật thà. Qua cử chỉ, điệu bộ của người nữ tu toát lên một tâm hồn chân thành, dễ tin tưởng, không gian dối. Người nữ tu của Chúa còn có nét đẹp của một tình yêu dâng hiến, cho đi, nơi người nữ tu chân chính của Chúa không có giận hờn, nhỏ nhen, ghen ghét, ganh tị, nhưng là những yêu thương, thuận hòa, vui vẻ, giúp đỡ và cho đi không ngừng. Người nữ tu ấy biết vui cùng người vui, khóc cùng người đau khổ, biết thao thức cho cả thế giới, cho giáo hội, cho hội dòng làm sao mỗi ngày tốt đẹp hơn. Tình yêu của Chúa được lan rộng hơn nơi chính đời sống của mỗi người. Nét đẹp ấy luôn rạng người mọi nơi và cho mọi người mà nữ tu ấy phục vụ, sống với và làm việc cùng. Trên người nữ tu của Chúa còn có nét đẹp của một tâm hồn hy sinh, âm thầm phục vụ mỗi ngày trong cuộc đời. Người nữ tu ấy luôn biết hy sinh trong âm thầm cho người khác, không kêu ca khoe mẽ hay la thắng khi gặp thất bại, khó khăn. Người nữ tu ấy luôn hướng về Chúa trong một tâm hồn thanh thoát, làm mọi sự vì danh Chúa, thành công hay thất bại, vui vẻ đón nhận thánh ý người. Và sau cùng, người nữ tu chân chính ấy còn mang một nét đẹp yêu thương, dung hòa giữa người với người trong cộng đoàn yêu thương hiệp nhất. Nơi nào có hình ảnh nữ tu chân chính của Chúa hiện diện, nơi ấy có niềm vui đích thực, có sự yêu thương tuần hòa, kính trên nhường dưới. Chị em trong cộng đoàn vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Và như thế đời tu thật đẹp và ý nghĩa. Có thể bạn đã từng gặp những người nữ tu dễ thương, có những nét đẹp như trên, nhưng chắc hẳn bạn cũng đã từng gặp những người nữ tu chưa đủ dễ thương, chưa đủ những nét đẹp. Có thể đôi lúc bạn cũng đã thất vọng vì chúng tôi chưa thể đẹp, chưa thể dễ thương. Nhưng hãy cảm thông bạn nhé. Nữ tu chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường, đang trên đường tu sửa nên hoàn thiện hơn.
để nên đẹp hơn. Do vậy còn đó những yếu đuối, sai lỗi, còn đó những nét chưa đẹp. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi, những con người bất toàn, bạn nhé. Sơ Mây Trắng, nữ tu chú Quan Phòng, Cần Thơ. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.